Hi, mến chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình xin mượn 20 từ của bạn Nhật Nghi. Bạn Nhật Nghi là một trong người Á đó, trong tiếng Anh đi học. Và mỗi ngày thì bạn post lên 20 từ vựng để mà cho chúng ta tham khảo từ tiếng Anh và tiếng Việt. Thì mình mượn 20 từ này của bạn Nhật Nghi để mà mình muốn pronounce đánh vần để cho các bạn có thể tham khảo với mình nhé. Bây giờ từ thứ nhất chúng ta sẽ học là cardiovascular, tức là nói về tim mạch. Cardio là nói về tim, còn vascular là nói về động mạch. Khi mà chúng ta nói hai vần này với nhau, cardiovascular là nói về tim mạch. Myocardial infarction. Myocardial infarction gọi ngắn là MI. Again, cardiology hoặc là cardio là chúng ta nói về tim, myo là muscle tức là về về cơ, myocardial là những cái cơ của tim, infarction là một từ nói về khi mà tế bào bị thiếu oxygen thì chúng ta nói là infarction when there's a lack of oxygen. Vậy thì myocardial infarction gọi ngắn là MI tức là ở trong khi mà chúng ta bị nhồi máu cơ tim thì chúng ta nói là bệnh nhân có myocardial infarction. Cái từ thứ ba chúng ta học là chest pain. Chest là gì? Chest là nói về cái phần ngực, phần thorax. Pain tức là đau. Chest pain tức là bị đau ngực. Hypertension là từ thứ tư. Khi mà chúng ta nói về hyper tức là nói về những cái gì cao độ hoặc gì gì tăng. Tension là nói về áp lực. Khi chúng ta gặp hai từ này với nhau, hypertension nói chung là tăng huyết áp. Hypotension, hypo là những gì thấp, tension là áp lực. Khi chúng ta dùng hai từ này với nhau, chúng ta nói hypotension là hạ huyết áp. Angina tức là đau thắt ngực. Angina là đau thắt ngực. Thường thường chúng ta có cái chữ phần cuối là ina. Ina thì thường thường đó là đau. Improvement hoặc là worsening. Improved là chúng ta nói những điều gì cải thiện. Worsens hoặc là worsening là những gì nó xấu đi. Diaphoresis tức là chúng ta toát mồ hôi. Diaphoresis. Dyspnea là khó thở. Chữ Latin dys prefix này là khó, nói về apnea. Nia này là nói về sự hô hấp. Thì chúng ta khi nói hai chữ này liền với nhau, dyspnea tức là khó thở. Orthopnea. Chúng ta lại gặp nữa là chữ nia này, tức là nói về hệ hô hấp. Khi chúng ta gặp hai chữ này với nhau, orthopnea tức là một cái sự khó thở khi chúng ta nằm phẳng. Orthopnea. Edema tức là sưng phù. Palpitation là sự đập nhanh của trái tim. Bệnh nhân thường thường mình nói hỏi họ họ có palpitation không, thường thường họ không có rõ. Chúng ta hỏi thêm rằng họ có nghe nhịp tim của mình nó bị ngừng đập một một lúc trong một khoảnh khắc nhỏ nào đó hay không. Chúng ta có thể hỏi rằng have you ever heard any skip beats. Chúng ta hỏi họ rằng nhịp tim của họ có ngừng đập trong cái khoảnh khắc nào không. Syncope tức là họ bị ngất xỉu. Dysphagia mình lại gặp nữa cái từ dys này. Dys tức là khó, phagia là nói về cái cách mà chúng ta nuốt vào một cái vật nào đó. Dysphagia tức là họ bệnh nhân họ cảm thấy là khó khi mà họ dùng thức ăn thì họ cảm thấy khó nuốt đi. Paresthesia. Thesia này là nói về cảm giác. Khi chúng ta nói về gây mê thì chúng ta nói bác sĩ gây mê thì chúng ta nói là anesthesia, anesthesiologist, xin lỗi, anesthesiologist. Paresthesia là họ cảm thấy mất cảm giác. Hyperlipidemia. Chúng ta gặp nữa là chữ hyper này là nó cao hơn bình thường. Lipid là mỡ.
Và emia là thường thường nói về những cái điều gì ở trong trong máu của chúng ta. Chúng ta gặp như anemia, thiếu máu. Chữ này là hyperlipidemia. Diabetes là tiểu đường. Coronary artery disease, chúng ta viết tắt là CAD, coronary artery disease. Coronary là nói về những động mạch của tim. Artery là động mạch, disease là một bệnh nào đó. Claudication. Claudication là nói về một cái bệnh do cái sự xơ cứng của động mạch, tức là atherosclerosis, hoặc là thường thường xảy ra ở những người nam trên 40 tuổi, trên 60 tuổi, mình xin lỗi, trên 60 tuổi. Những người nam thường dùng hút thuốc, dùng tobacco, và thường thường thì họ có cholesterol trong máu của họ cao. Claudication này, cái etiology hoặc là cái nguyên nhân của bệnh lý này là có cái sự tắc nghẽn hoặc là cái của những cái động mạch ở vùng chân, claudication. Thường thường bệnh nhân mà bị claudication này thì họ đi bộ chừng khoảng chừng một vài yard, khoảng chừng vài chục mét thì họ cảm thấy rất là đau chân của họ, mà họ phải nghỉ ngơi. Peptic ulcer disease, ulcer là cái sự loét. Peptic là nói về peptin, nói về những cái thành phần của dạ dày, và disease là bệnh lý. Pallor là sự xanh xao. Pallor. Malnourish. Mal là chúng ta nói về những cái gì nó xấu đi. Nourish, hoặc là trong cái chữ nutrition, malnourish là nói về sự thiếu dinh dưỡng. Tachy, tức là tachy là chúng ta nói những gì nó nhanh hơn. Cardia là nói về tim, phải không? Tachycardia là chúng ta nói về nhịp tim nó đập nhanh hơn. Nhịp tim đập nhanh là thế nào? Nhịp tim đập nhanh là nhịp tim trên 100 ha. Bradycardia, brady là những gì nó thấp. Cardia là về tim, bradycardia là khi mà nhịp tim đập chậm. Tachy, again, tachy là những gì cao. Tachypnea. Apnea này là nói về sự hô hấp. Tachypnea tức là cái nhịp thở nhanh hơn bình thường, tức là trên 20. Thì mong rằng qua cái những cái phần phát âm này, chúng ta có thể quen thuộc hơn với những từ mà chúng ta thường dùng. Một lần nữa cảm ơn bạn Nhật Nghi đã làm nên 20 từ vựng này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn cảm thấy thích với cái lối mà chúng ta chia sẻ và học hỏi như thế này thì các bạn có thể thumbs up, các bạn có thể like video này để mà mình biết các bạn cái nhu cầu các bạn là gì. Mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và làm việc thật là có kết quả. Xin chào các bạn.